Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Hợi. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi của tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Có thể nói là những người tuổi Hợi năm nay là bị trực thái tuế, cho nên là có rất là nhiều tháng không có tốt đẹp. Tuy nhiên xét về tháng 9 thì rõ ràng là được tháng tốt đẹp, như là mình đã nói ở trong những cái video về 6 tháng cuối năm. Thì đối với cái người mà tuổi Hợi thì tháng 8, tháng 9 là hai tháng tương đối tốt đẹp, đặc biệt là Quý Hợi. Thì xem có là những người tuổi Hợi năm nay cái tháng 9 âm lịch này tốt đẹp ra sao và hưởng được những lợi gì dựa vào tử vi. Đầu tiên hết thì mình sẽ xét cho người Kỷ Hợi sinh năm 1959 với mệnh Bình Địa Mộc. Như vậy xét về trụ mạng là 10 mệnh mộc gặp tháng hỏa, là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị mà sinh xuất sức khỏe bổn mạng không được tốt đẹp. Đây là một cái điều có nhiều cái dấu hiệu không tốt đẹp ở trong cái bổn mạng. Tuy nhiên đó là mình như đã chia sẻ ở nhiều cái video trước thì cái bổn mạng mà xấu nhất vẫn là bị tháng khắc bổn mạng, xấu nhì là bổn mạng khắc tháng, và xấu thứ ba là sinh xuất bổn mạng. Cho nên sinh xuất chỉ làm giảm đi cái bổn mạng của mình thôi, và cái là yếu đi bổn mạng của mình chứ không đến nỗi là nguy nan như là bổn mạng bị tương khắc, bị tháng tương khắc ha. Cho nên là có thể nói cũng không quá nặng nề gì đâu, nếu có thì cũng chỉ là chạy xước nước tay nhẹ nhàng chứ không có việc gì. Các anh các chị tuổi Kỷ Hợi thì năm nay nên cẩn thận ở trong những cái tháng hỏa này ha. Rồi thiên can thì rất là tốt đẹp với chữ giáp của Giáp Tuất hợp chữ Kỷ, và thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là chữ hợp về chữ lễ, nhiều may mắn trong công việc, tài lộc sẽ hanh thông. Ngon ha, nghe cái gì chứ các anh các chị Kỷ Hợi thấy cái tài lộc hanh thông đã đỡ chứ. Từ tháng 1 tới tháng 6 là thấy từ tháng 1 tháng tháng 7 là đuối, đặc biệt là tháng 7 tháng 4 ha. Qua tháng 8 thì cũng có một chút tốt đẹp như đã chia sẻ ở những cái video của tháng 8, và tháng 9 thì sẽ còn tốt đẹp hơn. Rồi địa chi thì Hợi Tuất, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau, cho nên gia đạo tình cảm không có vấn đề đối với người tuổi Hợi ở trong cái tháng 9. Đó là một điều tín hiệu tích cực nữa đối với những người tuổi Hợi và đặc biệt là với các anh các chị tuổi Kỷ Hợi. Người tuổi Hợi tiếp theo mình phải xét đó là người Tân Hợi sinh năm 1971 với cái mệnh là Xoa Xuyến Thoa Kim. Như vậy thì người mệnh Kim gặp tháng hỏa là hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, đặc biệt là với nam mạng. Các anh của tuổi Tân Hợi nhớ cẩn thận giùm em. Thiên can á thì chữ Tân chữ Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là có thể nói công việc không có vấn đề quá lớn lao, cũng êm đẹp như là cả tháng 8 mà đối với tụi các anh chị. Rồi địa chi thì cũng giống như là Kỷ Hợi, với Hợi Tuất và tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau, cho nên là gia đạo tình cảm không có quá nhiều xáo trộn. Điều đó là một cái tín hiệu tích cực, không có ảnh hưởng nhiều đến cái gia đạo. Như vậy đối với người Tân Hợi thì cần phải cẩn trọng nhất vẫn là bổn mạng sức khỏe của mình, đặc biệt với nam mạng rất dễ có những cái tai nạn phạm thân. Rồi tiếp đến đó là người Quý Hợi sinh năm 1983, một trong những con giáp có thể nói là xấu nhất ở năm nay. Tuy nhiên là tháng 8 đã nhẹ nhàng rồi, xem coi tháng 9 nó nhẹ nhàng hơn được nữa hay không. Thì xét về trụ mạng là thủy của đại hải thủy của các bạn 83 sẽ khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt. Như đã nói ha, tháng khắc bổn mạng là nguy hiểm nhất, tới bổn mạng khắc tháng là nguy hiểm nhì, và bổn mạng sinh xuất là xấu thứ ba. Cho nên là cũng người Quý Hợi, đặc biệt là nữ nam nữ mạng, phải cẩn thận với cái sức khỏe và bổn mạng của mình. Như đã nói ha, người Quý Hợi thì năm nay giữ được mạng đã là thành công, cho nên là tháng này cũng là tiếp tục một tháng xấu về bổn mạng, cho nên cẩn trọng. Địa chi thì cũng giống như hai tuổi Hợi trên,
Kỷ Hợi và Tân Hợi, thì là Hợi với Tuất là từ chỗ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên về mặt gia đạo tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, không có xấu xa quá ha, cho nên là cũng một phần nào yên tâm. Người Quý Hợi thì nói thật sự mà nói nè, nhất là nam mạng, thường thì các em chả tin đâu. Tới giờ phút này thì nói thật sự mới bắt đầu thấm đòn và tin tưởng. Cho nên là trong cái video mà 6 tháng cuối năm mình có nói, tháng 8, tháng 9 là giống như 2 tháng nghỉ ngơi được trong cái hành trình dài đầy khó khăn mệt nhọc trong cái năm này. Cho nên là hy vọng rằng là các em lợi dụng được cái khoảng thời gian này kiếm thêm cho mình những cái điều tốt đẹp hơn, hanh thông hơn. Tuy nhiên tháng này có thể công việc không có, công việc và gia đạo không có vấn đề, nhưng bổn mạng là một cái điều gì đó cần phải cẩn trọng nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục, đó là người Ất Hợi sinh năm 1995 với mệnh Sơn đầu hỏa. Ất Hợi cũng hỏa, Giáp Tức cũng hỏa, như vậy xét về trụ mạng là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp, có thể nói là như vậy. Thiên can Giáp Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì cùng là hành mộc hết, cho nên là có thể nói công việc tài lộc của cái tháng tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Giáp Tuất, cả nam lẫn nữ mạng thì bình bình, không có việc gì quá lo lắng, công việc cũng không có gặp chống phá gì, nhưng cũng không tương hợp để mà có thể có tiền tài lớn, cho nên nhớ bình thường thôi. Địa chi thì Hợi với Hợi, Hợi với Tuất thì cũng giống như là người Nhâm Tuất, người Quý Hợi, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên có thể nói là tốt đẹp về mặt tình cảm gia đạo. Có thể người trong cái tháng 9 có thể nói là Ất Hợi là người được hưởng lợi nhiều nhất, không có tương khắc, không có gì hết, cái gì cũng bình bình hết ha, là một điều tốt đẹp. Rồi tiếp đến đó là người Đinh Hợi sinh năm 1947 và 2007 với mệnh Ốc Thường Thổ. Đây là một cái trong những cái tuổi là các bác là 47 thì lớn quá rồi, các cháu 207 thì nhỏ còn đang đi học, cho nên là chúng ta không xét đến cái việc cái trụ thiên can có ảnh hưởng hay không, mà chủ yếu là bằng xét về sức khỏe và cái tình cảm trong gia đạo. Như vậy với cái mệnh hỏa thì hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh sẽ tốt cho sức khỏe, không phải lo lắng cho các bác lớn tuổi ở trong cái tháng này với cái bộ mạng và sức khỏe của mình, đặc biệt các cháu nhỏ, vì cũng như đã nói 2007 thì còn đang là đi học, bây giờ đang là đã vào cái mùa tụ trường đi học rồi, cho nên bộ mạng các cháu cũng phần nào đã lo lắng vì không phải đi xa gia đình hoặc là chơi nhảy những cái nguy hiểm. Tiếp tục về phần địa chi thì Hợi và Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn về mặt tình cảm, đặc biệt là với các cháu các cháu 2007 thì còn nhỏ quá, tình cảm cũng chỉ là yêu đương cho vui hoặc là có tốt đẹp với gia đạo, với gia đình của mình, còn các bác lớn thì chắc chắn sẽ không bị con cái làm cho buồn phiền. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực, vui vẻ. Như vậy thì cái tổng hợp của mình đối với cái tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 cho những người tuổi Hợi, có vẻ rằng là đây là cái tháng có thể nói là nhẹ nhàng, êm ái nhất cho những người tuổi Hợi từ đầu năm đến bây giờ. Tháng 8 thì đã nhẹ nhàng, đã rồi, nhưng mà cũng có những cái tuổi phải chịu nhiều cái chống phá. Tuy nhiên là đã qua tháng 9 này không có cái gì, có tuổi nào chịu sự chống phá về công việc và tình cảm gia đạo, chỉ chủ yếu là có một số tuổi phải để ý cái bổn mạng của mình, đặc biệt đó là người tuổi Tân Hợi nam mạng và nữ mạng Quý Hợi sinh năm 1983 với cái mạng bị tương khắc và thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Như vậy thì mình chia sẻ những cái thông tin này, hy vọng rằng mọi người vận dụng nó, xem như nó một là cái hành trang nhỏ để mà ứng dụng vào cái tháng 9, để mình biết cương nhu trong làm ăn, để có cái tháng 9 thành công về tài lộc và tình cảm, để mà
có thể nói là chuẩn bị, một bước chuẩn bị để đón chờ cái tháng Ất Hợi ở trong, tức là tháng 10 âm lịch của năm 2019. Báo hiệu sẽ có nhiều xáo trộn, có nhiều điều không tốt đẹp với người tuổi Ất Hợi Tân Hợi ha. Cho nên là thôi thì mình nghỉ chân trước khi mình gọi là gì, Tumale ha, mình phải có một cái đoạn Tumale chạy đà để cho mà bước qua những cái tháng 10 cực kỳ khó khăn. Mọi người tuổi Hợi nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Hợi khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!